Saturday 2019 là hành trình trải nghiệm của những bạn trẻ ngoài quân đội với bộ môn bắn súng quân dụng. Trong chương trình, các nhân vật trải nghiệm sẽ được các huấn luyện viên là giảng viên khoa bắn súng trường Sĩ quan Lục quân 1 giới thiệu về những mẫu súng đã và đang trang bị trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta bắn loạt ngắn và chúng ta bắn ở một cơ số đạn nhất định, sau đó chúng ta phải dừng bắn và làm một đồng. Sẵn sàng! Chạy! Họ sẽ trải qua những bài thi thể lực trước khi bước vào buổi trải nghiệm thực tế với súng đạn và các mục tiêu đặc biệt. Khoan hồng ơi, em ở đâu khoan hồng ơi? Hít thở xong. Ôi, đẹp nhờ, thẳng tức luôn. Sau cùng, các nhân vật trải nghiệm và huấn luyện viên sẽ chia thành hai đội để cùng đua tài thiện xạ trong các bài thi bắn súng kịch tính. Ủa, gì vậy? Đang chơi gì đấy các em? Có quả gì ném lên không? Lên, chạy lên luôn, chạy lên luôn này. Thư mời tham gia xạ thủ đua tài. Quay 2 ngày à? Chết rồi. Không ạ, sắp tới tôi lại phải xin phép các ông, tôi lại off stream 2 ngày. Tôi đi quay cái xạ thủ đua tài cái. Ủa, lần đầu tiên tôi được bắn súng thật đấy các ông ạ. Cái gì đấy? Trần Lê Đức. Sao lại có đối thủ Trần Lê Đức là sao ta? Chắc là bắn thi với nhau hay sao ấy. Trần Lê Đức là ông nào ấy nhỉ? Em à, anh còn yêu em nhiều lắm. Em mới tha thứ cho anh nhá. Ê! Anh Phùng Thanh Độ. Xin chào huấn luyện viên. Chào đồng chí. Chào bạn. Hôm nay tôi đưa đến cho huấn luyện viên hai nhân vật trải nghiệm. Các bạn là những người mà có thời gian trải nghiệm súng không nhiều hoặc là chưa từng trải nghiệm súng bao giờ. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì huấn luyện viên Lại Duy Kết sẽ giúp chúng ta có những cái thông tin đầu tiên về hai loại vũ khí chúng ta sẽ trải nghiệm trong chương trình. Chắc là các bạn phải giới thiệu về mình trước với huấn luyện viên. Em xin tự giới thiệu, em là Độ và em năm nay 30 tuổi. Dạ vâng. Em tên là Đức và năm nay em 24 tuổi ạ. Thế tôi xin giới thiệu, tôi là Lại Duy Kết, giảng viên khoa bắn súng. Theo chương trình thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về hai cái loại súng. Đó là một là súng tiểu liên AK, hai là súng tiểu liên AKMS. Độ có thấy cái gì quen thuộc với mình không? Độ là một game thủ khá là nổi tiếng, trải nghiệm về súng hàng ngày. Ngày nào có khi cũng phải tiêu diệt hàng trăm quân địch. Em ở nhà em cũng sưu tập một số khá các loại mô hình. Trong đấy là AK là một trong những khẩu mà em thích nhất. Trước hết ý, tôi sẽ giới thiệu các bạn về khẩu súng đầu tiên là khẩu súng tiểu liên AK. Tại sao mình gọi là AK? Thì AK là hai từ viết tắt của Automat Kalashnikov. Automat tức là súng tự động. Còn Kalashnikov là tên của nhà sáng chế đã nghiên cứu và sản xuất ra khẩu súng này. Mikhail Kalashnikov, nhà thiết kế vũ khí người Nga. Trong cuộc đời gần một thế kỷ của mình, ông đã thiết kế hàng trăm mẫu súng máy. Tuy nhiên, khi nhắc đến Automat Kalashnikov, nghĩa là súng tự động của Kalashnikov, AK-47 hay gọi tắt là AK, là mẫu súng được nghĩ đến đầu tiên và thậm chí là duy nhất. AK được đánh giá cao về độ tin cậy và bền bỉ, hoạt động tốt trong những điều kiện khắc nghiệt, hỏa lực mạnh, dễ sản xuất và bảo dưỡng. Vì vậy, nó đã trở thành loại súng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với ít nhất 100 triệu khẩu được chế tạo, trang bị cho lực lượng vũ trang của 60 quốc gia. Cũng vì lẽ đó, AK trở thành một biểu tượng toàn cầu. Nhiều quốc gia đã đưa hình ảnh AK vào các biểu tượng của thể chế. Có một số quốc gia đã gắn biểu tượng khẩu súng này đối với quốc kỳ của mình. Tôi lấy ví dụ như là nước là Mozambique. Mozambique hiện nay đấy là đã còn quốc huy của cái Zimbabwe hoặc là quốc huy của Đông Timor thì có khẩu súng này. Đấy. Chắc là hai bạn phải chạm vào thử xem có khác. Đức thì đã từng đi bộ đội rồi. Dạ. Cũng đã được trải nghiệm trước rồi, chắc là Độ xem có khác như trên game không? Cho em hỏi khẩu này bao nhiêu cân ạ? Súng tiểu liên AK ấy thì khẩu này khi mình nắp hộp tiếp đạn nguyên như thế này nhưng không có đạn ở trong hộp tiếp đạn thì nó 3.8 kg. Còn nếu như mà mình lắp đủ 30 viên đạn ở trong hộp tiếp đạn thì súng có khối lượng là 4.3 kg.
Nghe có vẻ rất nhẹ đúng không ạ? Nghe có vẻ rất nhẹ. Cầm trên. Tôi thử xem. Hướng súng, hướng đầu súng lên trên. Nó nặng. Thực tế là lần đầu tiên mình cầm vào thì cảm giác thế thôi. Nhưng mà mình... Em vừa ngửi thấy như mùi dầu hỏa đúng không ạ? Bạn vừa ngửi thấy cái mùi đấy là mùi dầu để chúng tôi bảo quản súng vào các giờ buổi chiều. À. Để giữ súng tốt bền an toàn tiết kiệm. Để mình nâng cái tuổi thọ của súng lên. Cho em hỏi trong chiến đấu là băng đạn thay xong là vứt đi ạ? Không. Em thấy trên phim người ta toàn vứt đi xong người ta thay băng đạn mới. Đấy là trên phim. Đấy là trên phim. Thế nhưng mà cái trang bị này nó trang bị gắn với lại cá nhân từng chiến sĩ trải qua các cái lần luyện tập và các cái đợt chiến đấu ngày xưa cũng như là trong tương lai nếu có. Cho nên cái trang bị này chúng ta dùng xong chúng ta phải để, và chúng ta khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta thu nó về, không được vứt trang bị. Trong game thì Độ thường là mang theo bao nhiêu khẩu súng? Em phải 3 khẩu anh. Một lát nữa thì em có muốn thử mang theo 3 khẩu không, và hành quân thử không? Không, em cầm khẩu em đã thấy nặng lắm. Anh nghĩ là lên thử xem có giống trong game không. Thì anh Độ phải chảo đằng sau rồi mũ giáp các thứ đầy đủ. Đây là còn chưa kể đạn, đạn cũng khá nặng đấy đúng không ạ? Đạn thì cũng bình thường thôi. 30 viên đạn của ta thì rơi vào tầm khoảng gần 0,5 kg. À vâng, nghĩa là mang theo 4 băng là mất thêm 2 cân nữa rồi. Đúng rồi, nặng phết. Theo quan sát của tôi nhận thấy là đồng chí Độ này khỏe hơn đồng chí Đức. Có khi rút ngắn thành tích hơn đồng chí Đức. Rút ngắn hơn vì rất nhiều kinh nghiệm về chuyện kinh nghiệm. Của Tùng. Bạn Độ đã vừa được kiểm nghiệm cái khẩu súng thật. Thế so với cái khẩu súng mà bạn đang được trang bị ở nhà mình ấy thì nó có nặng hơn và nó có gì cảm giác nó cái cảm giác của mình có gì khác không? Tất nhiên là nó khác nhiều ạ. Thứ nhất là cái khẩu của nó nhẹ lắm. Tỷ lệ thì nó như nhau, tại vì cái khẩu nó là tỷ lệ 1:1. Nhưng mà cái thứ hai là cái khẩu súng thật ấy nó có một cái mùi như em vừa nói, mùi dầu hỏa rất đặc trưng. Đấy là mùi đặc trưng của súng thật. Thế bây giờ là các bạn đã được giới thiệu qua về cái lược sử của súng rồi. Thế mà bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn về tác dụng tính năng của khẩu súng này và một số cái thông số liên quan đến cái đặc điểm cấu tạo của súng nhá. Trước hết ý, là súng này đã được trang bị cho từng người sử dụng trong chiến đấu. Đấy, súng có trang bị gọn nhẹ và có thể bắn được hai chế độ là phát một và liên thanh nhờ cái cần định kết bắn và khoan toàn. Và cái súng này thì chế độ bắn chủ yếu của nó là bắn liên thanh. AK-47 là tên gọi thông dụng nhất của súng tự động Kalashnikov. Với 47 mang nghĩa 1947 là năm thiết kế của khẩu súng được hoàn thiện. Đây cũng có thể coi là thời điểm mà các nhà kỹ thuật quân sự đến đích trong hành trình tìm lời giải tối ưu cho nhiệm vụ thiết kế một loại súng hội tụ và cân bằng ưu điểm của súng trường cổ điển và súng tiểu liên. AK-47 sử dụng đạn uy lực trung bình cỡ 7.62x39, tốc độ bắn lý thuyết 600 phát một phút, tầm bắn hiệu quả 300m và tầm bắn tối đa 1km. Trong game thì độ bắn ở mục tiêu từ bao xa? Thực ra trong game 30m khó lắm. Vâng, nó sẽ rất là gần. Em hơi bất ngờ về cái tầm bắn, em không nghĩ nó xa thế. Gần 1km là khoảng cách rất xa luôn. Tức là cái tầm bắn này là có thể mình đạt được ở trong đó. Nhưng mà thường ở trong các bài bắn mà như Đức đã đi quân đội đúng không nhỉ? Và ở trường này chúng tôi bắn thì thường nó dao động đối với súng tiểu liên AK thường dao động khoảng 200m đổ lại thôi. Đó là trong tầm bắn thẳng của súng nhé. Chúng ta sẽ sang cái mẫu súng AKMS đúng không ạ? Rồi, như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu qua các bạn về cái thông số của súng tiểu liên AK. Thì về cơ bản các bạn nhìn thì súng AKMS nó giống súng AK thường. Nó chỉ khác một số cái điểm cụ thể như sau. Súng này thì nó có thể trang bị cho từng người sử dụng, nhưng thường thì nó trang bị cho những lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt như là trinh sát hoặc là bộ đội đặc công hoặc là những phân đội làm nhiệm vụ lẻ. Cái đặc điểm khác thứ hai đối với súng này ấy, phía đầu của nòng súng nó có mặt vát. Mặt vát này nó chính là một cái cải tiến để nó giảm cái độ giật của nòng súng khi bắn. Nó chịu ra một thứ thuốc khi ra khỏi miệng nòng. Ở tay cầm này, ốp nó tay dưới này, thì nó có G để chúng ta tăng độ chắc chắn của súng khi bắn. Điểm thứ ba các bạn có thể nhìn thấy rất rõ, nó không có băng súng nguyên gỗ như kia, mà chúng ta có băng súng là băng sắt gọi là băng gập.
Bán gập này mục đích là để khi chúng ta cơ động hành quân hoặc chúng ta làm nhiệm vụ, chúng ta gập lại cho nó gọn nhẹ. Đấy. Ở đây nó có một cái lẫy là chúng ta có thể gập lại, và súng rất gọn nhẹ để chúng ta làm nhiệm vụ. Chính vì vậy cho nên súng này được gọi là súng trang bị cho những lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt như là trinh sát hoặc đặc công luồn sâu. Chắc là chúng ta phải chạm vào xem Độ có muốn xem nó khác gì không. Anh thì thấy nhẹ hơn. Đức đã sử dụng khẩu AKMS này bao giờ nhỉ? Súng này thì nói đúng ra thì là em đã được cầm rồi. Còn nếu mà sử dụng để bắn thì em chưa. Bởi vì là trong cái thời gian mà sau khi kết thúc 3 tháng tân binh ấy, thì em có chuyển sang bên kiểm soát quân sự. Thì hầu như bọn em được trang bị súng này là chị. Nghe có vẻ căng anh ạ. Nghe này, sếp em với cả người đi nghĩa vụ về rồi nó hơi vô lý. Đức được bắn đạn thật bao nhiêu lần rồi? Em bắn được nhiều phết rồi đấy. Tổng số đạn mà em bắn được cũng phải được khoảng gần 10 viên. Gần 10 viên rồi đấy ạ. Nhiều hơn rất nhiều người chưa từng đi bộ đội. Như vậy là mình đã có trải nghiệm rồi. Đúng không ạ? Cho em hỏi một cái là cái đầu vát này có thể lắp được vào cái đầu của súng AK cũ không? Nãy em vặn vặn thử đến như em thấy vặn ra được cái sao đúng không? Cái đầu này ấy là mình có thể vặn rời ra được. À vâng. Nhưng nó được lắp vào các cái loại súng cải tiến và nó có gen đầu nòng cơ. Mình có thể lắp vào AKMS này, AKM, đó là thế hệ cải tiến thứ hai của súng nguyên bản này. Nó có gen đầu nòng. Em có một câu hỏi nữa là tại sao nếu mà đây là một khẩu súng cải tiến rồi ạ, thì tại sao mình không trang bị hết tất cả là chuyển sang cải tiến luôn mà mình vẫn phải sử dụng lại khẩu kia? Cái súng này ấy, các bạn nhìn thấy nó gọn nhẹ như thế này. Đúng ạ. Nhưng mà mình chỉ có thể thực hiện làm nhiệm vụ trong những nhiệm vụ cần bắn nhanh trong thời gian ngắn. Để đạt được cái độ chính xác cao, yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu dài ngày thì mình cần phải có điểm tì. Điểm tì nó là cái này, nó là băng súng. Còn điểm tì cái này thì độ chắc chắn nó không cao lắm. Đấy, cho nên là không trang bị đồng bộ các loại súng này cho quân đội ta mà lại trang bị AK-7. Bởi vì thực tế là nó đã được kiểm nghiệm trong các cuộc chiến tranh của chúng ta rồi. Chắc là tôi phải nhờ huấn luyện viên hướng dẫn các bạn tìm hiểu sâu về cách tháo lắp bảo dưỡng đúng không? Nếu tôi không nhầm thì đó là một cái bài rất là quan trọng đối với những người mà đã trải qua huấn luyện quân sự để bảo dưỡng và duy trì sức chiến đấu của vũ khí. Thì các bạn nhớ là chúng ta đã được trang bị súng, chúng ta đã được dùng súng thì chúng ta phải bảo quản. Và nếu mà muốn bảo quản thì chúng ta phải biết tháo lắp. Sau đây tôi giới thiệu các bạn về động tác tháo và lắp súng. Bước thứ nhất là các bạn tháo hộp tiếp đạn kiểm tra súng. Tay trái nắm hộp ô tay, cho hộp tiếp đạn quay sang bên phải. Tay phải nắm hộp tiếp đạn và dùng ngón cái bóp lấy giữ này. Bạn Độ vừa rồi là quan sát tôi là tháo súng rồi. Bây giờ bạn Độ có thể vào tháo súng. Dạ vâng. Anh nếu có gì anh chỉ em. Rồi bạn Độ cứ tháo. Đến bước nào nếu mà vướng thì mình sẽ nhắc nhá. À, theo em nhớ đầu tiên lúc nào cũng phải tháo băng đạn rồi. Đúng rồi, đấy là bước đầu tiên, là bước cần thiết nhất. Thứ hai là gạt này xuống đúng không ạ? Hướng súng lên. Súng lên. Đấy, kéo khóa nòng về sau, kéo mạnh. Được rồi, thả ra. Là đầu tiên được kéo cái này, mặc dã man. Cắm sâu vào trong. Tiếp theo là tháo cái lò xo đấy ra. Lò xo này đẩy lên, đẩy lên trên, kéo về sau. Rồi. Bước tiếp theo, tháo bệ khóa nòng và khóa nòng, kéo về sau, thật mạnh, đột nhiên, nhấc lên. Chưa được, đặt súng xuống, đặt xuống. Ngửa lên, trao tôi tay trái ngửa lên, tay phải cầm cái này, xoay bên trái về sau. À dạ vâng, nãy em xoay ngược hướng anh ạ. Đặt xuống. Rồi. Bước cuối cùng là mình tháo ốp nó tay trên. Vẫn đặt xuống súng bàn. Bạn vẫn đặt xuống súng bàn. Đặt lên. Đây đúng không ạ? Em gạt đặt cái này xuống trước đúng không ạ? Đây, gạt lên. Đẩy lên. À đẩy lên ạ. Đẩy lên. Đẩy mạnh. Rồi. Và nhấc cái này lên đúng không? Xong rồi. Đây là cái cuối cùng đúng không ạ? Nhưng mà bạn phải nắm tay trái ở dưới và cái ốp tay vào ống dẫn thoi, bạn dùng tay phải bạn tháo nó ra nhá. À dạ vâng. Lắp vào đi anh. Giờ cảm em lắp lại. Cảm giác nào có khó khăn không? Dễ học hơn đúng không? Nó hơi lóng ngóng một tí thôi, nhưng em nghĩ là tại vì cấu tạo nó cũng chỉ có mấy cái vài lần vài đồ thôi nên là. Có bao nhiêu chi tiết cần tháo lắp vậy anh Kết? Mình tháo lắp thì mình có cần phải tháo nó qua 7 bước. Không, đây là những bước bảo dưỡng thôi. Những bước bảo dưỡng thì nếu mà tháo lắp tỉ mỉ thì rất là nhiều bước, bởi vì mình tháo cả bộ phận bên trong chi tiết của nó rất là nhiều. Còn những bước tháo lắp anh ơi, cái này hình như em làm sai cái gì sao em không bấm đúng được. Bạn không làm sai nhưng bạn làm chưa đủ lực. À vâng. Cậu nào nặng như này ạ?
liên kết cái khóa nòng vào bệ khóa nòng. Hôm nãy mình tháo ra mình xoay kiểu gì thì bây giờ mình lắp vào mình xoay ngược lại. Ngày xưa đợt em tân binh cái này là bước khó nhất ạ. Bước lắp vào là bước khó nhất bởi vì luôn bị lắp nhầm gen ạ. Tay phải mình cầm cái đấy, tay phải mình cầm cái đấy, tay trái mình nắm súng, nắm thân súng kia. Ấn xuống đẩy lên. À vâng. Tiếp theo là định cái này đúng không ạ? Mình đưa cái đầu này nó vào đúng cái gen này. Rồi. Ấn mạnh xuống. Không, vẫn giữ ở trên gen. Rồi ấn mạnh xuống. Đó. À, sau khi mình lắp xong cái này thì bạn phải kiểm tra chuyển động xem mình đã lắp đúng chưa, chuyển động được không. Đó. Bắn nhẹ là được rồi đúng không? Kéo 1 đến 2 lần. Bóp cò. Đóng khoán toàn lại. Đây là hoàn toàn mình đóng cái này. Rồi, lắp hộp tiếp đạn vào. Cùng hộp tiếp đạn. Rồi. Rồi đặt xuống. Cái cảm giác các bộ phận trong khẩu súng va chạm thì thế nào? Mượt lắm anh ạ. Mượt rồi. Nó mượt cực kỳ luôn. Mượt là do bảo quản đấy anh ạ. Em nghĩ là bọn em cũng nóng lòng được trải nghiệm rồi đấy. Các bạn đã nhớ hết về các chi tiết súng chưa? Nhớ rồi ạ. Nó sẽ liên quan đến cái phần thi tiếp theo của các bạn đấy. À. Các bạn sẵn sàng cho phần tiếp theo chưa? Sẵn sàng ạ. Ok, chúng ta sẽ bước vào phần tiếp theo. Chúng ta sẽ bước vào phần thi thể lực. Tôi xin thông báo với các bạn luật chơi. Các bạn sẽ phải vượt qua những chướng ngại vật kia, tìm kiếm những phụ tùng của khẩu súng AK lắp vào. Các bạn sẽ phải mang theo súng và mũ. Khi hoàn thành bài thi, các bạn sẽ có 14 viên đạn để trải nghiệm trong buổi tập tiếp theo. Ai là người nhanh hơn thì sẽ được 20 viên đạn. Và chúng ta sẽ tìm xem ai là người tham gia thi trước. Em xin phép xung phong là em với tuổi trẻ. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho bạn Đức bước vào phần thi trước. Và bạn Độ hãy nhìn để mà học hỏi xem giới trẻ có hơn mình không. Cố lên em. Dạ vâng. Từ. Quên rồi. Đồ đấy sao? Em nhìn em thấy mệt rồi. Chắc em chạy được nửa đường quá. Em hoàn thành. Bình tĩnh sẽ khiến chúng ta tiết kiệm được thời gian hơn. Chết rồi. Lò xo này hơi dài. Lò xo này là của Trung Liên. Cố lên. Em có thể trông cái nào giống giống em nhặt về hết được không? Nhặt về hết. Chương trình có quên để vào không anh? Không quên được đâu. Chắc chắn là có. Kia cái ống tròn ấy là hộp phụ. Em nghĩ là chắc là tí nữa thành cái gì giống giống là em nhặt hết. Yeah. Không thế này là em chết luôn đấy. Phải đi nhắc cho bạn. Độc và chịu. Có ai biết cái khóa nòng ở đâu không? Khóa nòng ơi, em ở đâu khóa nòng ơi? Chết hết các thùng rồi à? Chết hết rồi. Khóa nòng Đức đã cầm ở cái hộp thứ hai rồi đấy. Em bị đánh rơi trên dọc đường rồi đấy. Em lấy ở hộp ngay đầu tiên rồi. Khóa nòng đã cầm ra khỏi đây rồi. Cầm ra khỏi. Không lẽ ở hộp thứ này. Hai đúng không? Khóa nòng ở hộp thứ hai này. Là rơi đâu? Hay là vẫn kẹt trong ba lô? Đây, vào đây. Đây, dưới.
Đây đây, nó đây. Vẫn không tìm thấy. Nhà sư trợ giúp nó đấy. Rồi, cố lên về vị trí mà đó thời gian nào. Thế sao? Em nghĩ là bình tĩnh hơn đúng không? Thấy cái nào giống khẩu AK là em nhặt về hết. Chứ đây đây chiến chính là chiến thuật của Đức đây. Bạn ấy nhặt về hết. Đây là bộ phận đẩy về của CKC. Anh thấy chưa? Nhặt được 3 cái lò xo. Bạn ấy đã mang về 2 lò xo của RPK và của CKC. Khá là giống nhau. Chắc là chúng ta lại chuẩn bị phải hỗ trợ bạn Đức tiếp thôi. Đức ơi, đã tìm thấy. Cố lên. Rơi cả một cụm luôn. Mình thi đầu mà một là tốt hơn, hai là... Thi phía sau là phải rút kinh nghiệm. Mình nhặt được cái gì mình cho ba lô rất là chặt. Có cát vào có ảnh hưởng gì không anh? Không, thường nó không ảnh hưởng. Thế nên chi tiết lắm. Ra chuyển động. Đảm bảo an toàn. Xong ạ. Thời gian hoàn thành. Xin thông, thông báo thời gian hoàn thành của đồng chí là 18 phút 27 wow. giây. 18 phút 27 giây. Hoàn thành. Em hoàn thành được là em đã rất vui rồi. Thật sự là chưa bao giờ em nhớ mẹ em như vậy rồi. Sẵn sàng! Chạy! Cố lên, cố lên! Rất tốt, 1 phút 30 giây hoàn thành xong giải thứ nhất. Biết rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Hãy lấy thứ mình có đặt lên bàn nào. Bây giờ là phần thi tháo lắp súng. Rất tốt. Đúng rồi, bây giờ đã... Đấy. Độ dựng súng nằm lên bàn. Rồi đúng rồi, trên. Rất tốt, rất tốt, rồi. Rất tốt. Để chắc ăn bạn đã nhặt hết cả lò xo về đây. Để cho chắc là bạn đã... Hộp tiếp đạn của em đâu? Còn hộp tiếp đạn. Hộp tiếp đạn của em đâu? Chạy, chạy, di chuyển, nhanh, nhanh, nhanh. Quên ở đâu? Phải làm đúng. Báo xong. Tôi xin chúc mừng thời gian hoàn thành của bạn Độ là... Xin công bố thời gian hoàn thành của đồng chí Độ. Hiện tại là 8 phút 10 giây. 8 phút 10 giây? Hơn hẳn người. Anh Kết sẽ giúp chúng tôi công bố kết quả. Đối với kết quả phần thi của bạn Đức là người thi đầu tiên thì thời gian là 18 phút 27 giây. Đối với kết quả thi của bạn Độ là người thi số 2 thì là 8 phút 10 giây. Bạn Độ là người giành chiến thắng trong phần thi này. Độ là người giành chiến thắng và phần thưởng của Độ là 20 viên đạn dành cho cái buổi trải nghiệm chiều hôm nay. Còn phần thưởng của Đức để hoàn thành đó là 14 viên đạn. Nhiều hơn là số đạn thật mà bạn đã từng được bắn khi trong quân ngũ đúng không ạ? Em nghĩ là do Đức đã nhường Đức chơi trước và em là người rất là lợi thế nên em nghĩ là chiều nay số đạn nên chia đều, chúng ta đều trải nghiệm ngang bằng nhau thì nó sẽ hợp lý hơn. Việc chia sẻ như thế là rất là đẹp với những người đồng đội đúng không ạ? Trải nghiệm của hai bạn là cơ hội rất hiếm có, rất nhiều người qua quân ngũ cũng không được trải nghiệm đâu.
và các bạn hãy tận dụng cơ hội của mình. Em rất là háo hức để được bắn thử xem đạn thật nó sẽ như thế nào. Em thì cảm giác của em cũng là hào hức giống như anh Độ thôi, bởi vì là khi mà được chạm vào khẩu súng thật ấy thì em cũng cảm giác như là em được sống lại như cái thời kỳ ngày xưa mà em đi nghĩa vụ quân sự. Em rất là hào hức cho những thử thách tiếp theo. Em nghĩ là khá là thiệt thòi khi mà khi mà Đức đã có thời gian ở trong đi nghĩa vụ rồi, em thì là người đầu tiên, lần đầu tiên được bắn viên đạn thật ra thì em chắc chắn là em sẽ không thể tự tin bằng Đức rồi. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức, em tin là em có thể bắn tốt. Với cả em đang muốn xem là cái mùi thuốc súng nó sẽ như thế nào. Đấy là một trong những cái mà em tò mò nhất và em muốn trải nghiệm nhất trong cái chương trình này. Em nghĩ là em có một chút lợi thế hơn, thì em sẽ cố gắng tận dụng cái lợi thế của mình để chiến thắng được trong ngày hôm nay. Rồi, dạ vâng. Cố lên em nhé. Dạ vâng.